Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 2 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng nhập khẩu nhiều giống hoa để phục vụ sản xuất. Hàng năm Lâm Đồng giải quyết việc làm cho 28.000 lao động. Nỗi lo bác sĩ dứt áo bỏ bệnh viện công. Hơn 6.000 vụ vi phạm quy định bảo vệ rừng. Kết quả thử nghiệm vaccine Alzheimer đầy hứa hẹn. Tấm lòng người phụ nữ khuyết tật. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh sự liên kết nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp, qua đó hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, Lâm Đồng tiếp tục củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã và tổ hợp tác hiện có. Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, đến nay tỉnh Lâm Đồng có 173 hợp tác xã nông nghiệp, tăng 7 hợp tác xã so với năm 2017, bao gồm 99 hợp tác xã làm nông nghiệp, 62 hợp tác xã trồng trọt, 11 hợp tác xã chăn nuôi, 1 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, với tổng vốn điều lệ hơn 230 tỷ đồng. Tổng số thành viên hợp tác xã là trên 6.000 thành viên. Doanh thu bình quân của một hợp tác xã khoảng 8,7 tỷ đồng một năm, lợi nhuận bình quân một hợp tác xã khoảng 1,4 tỷ một năm. Thực hiện quyết định số 461 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên minh hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020. Lâm Đồng tiếp tục củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã và tổ hợp tác hiện có, đẩy mạnh liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp để hình thành chuỗi giá trị. Đồng thời Lâm Đồng cũng phấn đấu đến năm 2020, các xã huyện đạt chuẩn nông thôn mới có mô hình kinh tế hoạt động có hiệu quả. Tỉnh cũng phấn đấu bình quân hàng năm thành lập mới ít nhất 15 hợp tác xã và 30 tổ hợp tác, trong đó xây dựng ít nhất 8 mô hình hợp tác xã kiểu mới và 4 tổ hợp tác có liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi nên thời gian qua, nông dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh các mô hình sản xuất nấm. Trên địa bàn Lâm Đồng có 4 doanh nghiệp và 1 cơ sở tư nhân hoạt động trong lĩnh vực nhân cấy nấm, hàng năm sản xuất 3 tấn nấm mỡ, 46 tạ nấm khô đông trùng hạ thảo và 20.000 phôi nấm đông trùng hạ thảo. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất nấm, nhất là nấm thảo dược đông trùng hạ thảo cho biết, tại Đà Lạt, Lâm Đồng có điều kiện khí hậu mát mẻ quanh năm với mức dao động nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, phù hợp để nấm thảo dược phát triển mà không cần nhiều sự can thiệp của công nghệ. Vì vậy, nấm dược liệu sản xuất nuôi cấy ở Lâm Đồng có hàm lượng dinh dưỡng và các hoạt chất thảo dược gần bằng thảo dược trong thiên nhiên. Mặt khác, với điều kiện tự nhiên thuận lợi trên cũng đã giảm chi phí sản xuất và giảm giá thành sản phẩm nấm dược liệu tại Lâm Đồng. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong năm 2018, toàn tỉnh nhập về hơn 65,4 triệu củ, cây, ngọn, hạt, cành hoa của 44 chủng loại về gieo trồng, tăng mạnh so với năm 2017. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 14 công ty nhập khẩu giống hoa, phần lớn từ Hà Lan, Chile, Pháp và New Zealand. Năm 2018, các doanh nghiệp đã nhập về trên 47 triệu củ giống lily, tương đương 150 hectare, được trồng tại thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận. So với năm ngoái, năm nay lượng củ giống hoa lily nhập về Lâm Đồng tăng khoảng 3,5 triệu củ. Lan hồ điệp được nhập về trên 3 triệu cây, tương đương từ 80 đến 85 hectare. Nhiều hơn năm 2017 khoảng 1,4 triệu cây. Cũng trong năm nay, ngọn hoa cúc cũng được các doanh nghiệp nhập về khoảng 1,8 triệu ngọn. Các loại giống hoa khác như tulip, cẩm chướng cũng được nhập về nhiều hơn so với năm trước. Tuy nhiên, một số giống hoa, cát tường, hoa hồng, lượng nhập khẩu lại giảm. Bên cạnh việc sử dụng các nguồn giống nhập ngoại, thời gian gần đây, nông dân Lâm Đồng cũng đã đẩy mạnh việc đầu tư công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất và chất lượng các loài hoa. Toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 8.700 hecta sản xuất hoa, trong đó có hơn 3.600 diện tích trồng hoa ứng dụng công nghệ cao. Riêng diện tích canh tác trong nhà kính gần 2.000 hecta, trong đó 50 hecta nhà kính nhập khẩu có giá trị trên 20 tỷ đồng một hecta. Sản xuất hoa cũng ứng dụng công nghệ cao trên 300 hecta tưới tự động nhỏ giọt. Gần 44 hecta ứng dụng công nghệ IoT điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng trong canh tác hoa. 15 hecta hoa sử dụng nhện bắt mồi. Với việc ứng dụng các kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, đã nâng cao sản lượng hoa Lâm Đồng lên trên 3 tỷ cành mỗi năm. Trong đó, thành phố Đà Lạt là địa phương sản xuất hoa chủ lực, chiếm khoảng 64% diện tích và 66% sản lượng toàn tỉnh. Ngày hôm qua 1 tháng 12 tại huyện Đơn Dương, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời đã tổ chức hội thảo tổng kết mô hình phòng trừ bệnh virus hại cà chua huyện Đơn Dương,
với sự tham gia của ngành chức năng địa phương và gần 100 nông hộ tham gia mô hình canh tác cà chua trên địa bàn Đơn Dương. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 222 cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống rau họ Cà, hàng năm cung cấp khoảng 270 triệu cây giống. Đã có 38 cơ sở thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng cây giống xuất vườn với năng lực sản xuất hơn 131 triệu cây mỗi năm. Hàng năm Lâm Đồng canh tác khoảng 12.000 hecta rau họ Cà. Tuy nhiên với tập quán gieo trồng rau họ Cà tập trung quanh năm, bọ trĩ, bọ phấn có điều kiện tồn tại liên tục dẫn đến việc virus gây hại trên cây rau họ Cà với 1.500 hecta, trong đó 320 hecta nhiễm nặng trên 60% và 70 hecta phải nhổ bỏ tiêu hủy. Trước thực trạng trên cùng với các công trình nghiên cứu đánh giá khác, ngành nông nghiệp Lâm Đồng phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời thực hiện các mô hình phòng trừ bệnh virus hại cà chua huyện Đơn Dương. Theo đó, thực hiện thử nghiệm trồng cà chua trong nhà lưới có độ dày là 50m để quản lý bọ trĩ. Kết quả, sau 60 ngày bệnh virus chưa xuất hiện. Trong khi cùng lô giống trên, trồng tại 3 vườn trong nhà lưới có độ dày 18m có sử dụng các chất kích kháng và một số sản phẩm để quản lý virus, thì tỷ lệ bị nhiễm virus là 4%. Kết quả cho thấy, với việc áp dụng sản xuất trong nhà lưới, cùng với việc xử lý sạch tuyến trùng trong đất, sử dụng nguồn giống sạch bệnh và theo dõi phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ, thì đã khống chế virus gây hại cây cà chua chỉ còn hơn 1%. Hội thảo cũng đã dành thời gian giải đáp các thắc mắc của nông dân trong vấn đề trừ bệnh virus trên cây cà chua. Trong đó, khuyến cáo nông dân cần áp dụng chặt chẽ các giải pháp tổng hợp nêu trên nhằm phòng trừ bệnh virus hại cà chua một cách hiệu quả. Đưa vào hoạt động tổng đài 1900 1067 để du khách có thể phản ánh kiến nghị liên quan tới các vấn đề khi đi du lịch tại Đà Lạt. Cần có chính sách giảm bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền để các y bác sĩ yên tâm công tác, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết 26 Ban chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện đào tạo nghề cho trên 350.000 lao động với 22 ngành nghề khác nhau. Trong đó, đào tạo nghề nông nghiệp chiếm phần lớn với khoảng 41%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của địa phương hiện nay đạt 61%. Hàng năm, Lâm Đồng giải quyết việc làm cho khoảng 28.000 lao động. Trong đó, tạo việc làm mới cho khoảng 8.000 người, xuất khẩu lao động 600 người. Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu người lao động, doanh nghiệp và tổ chức sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, việc đào tạo nghề được đẩy mạnh và giúp nâng cao năng suất giá trị lao động, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân Lâm Đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2019, với chỉ tiêu phấn đấu đạt 15.000 đơn vị máu nhằm mục đích phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh của ngành y tế. Nhằm tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức về mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động hiến máu tình nguyện trong cán bộ nhân dân, nhất là các đối tượng thanh niên, học sinh, sinh viên và chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Vận động mọi người tự nguyện đăng ký và sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện. Xây dựng lực lượng tham gia hiến máu dự bị, ngân hàng máu sống, các câu lạc bộ hiến máu để đáp ứng kịp thời nhu cầu cần máu cho cấp cứu, điều trị khi xảy ra thiên tai, thảm họa. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2019. Theo đó, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội chữ thập đỏ và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố, các trường, đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về mục đích ý nghĩa việc hiến máu tình nguyện, đồng thời tổ chức phát động chiến dịch hiến máu lễ hội Xuân Hồng tại huyện Bảo Lâm, chỉ đạo các địa phương đơn vị tổ chức gặp mặt meeting, tuyên truyền về chương trình Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7 tháng 4 và chiến dịch Những giọt máu hồng hè 2019, tổ chức lễ tôn vinh nhân ngày quốc tế người hiến máu tại huyện Cát Tiên, với chỉ tiêu phấn đấu đạt 15.000 đơn vị máu nhằm phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh của ngành y tế. Nhân 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đang tiến hành thảm nhựa, tu sửa vỉa hè trên một số tuyến đường, chỉnh trang đô thị, phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân. Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết, hiện nay đơn vị thi công đã bắt đầu tiến hành trải thảm nhựa mặt đường 5 tuyến phố trên địa bàn thành phố Đà Lạt, bao gồm đường Lê Hồng Phong, đường Trần Quốc Toản quanh Hội Xuân Hương, đường Phan Chu Trinh, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Phan Như Thạch. Đây là một trong các gói nâng cấp tu sửa đường vỉa hè, hệ thống thoát nước nhằm chào mừng 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.
Theo đó, các tuyến đường này sẽ được nâng cấp trải thảm nhựa cao thêm so với mặt đường cũ 5 cm. Theo Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, 5 tuyến đường trên dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 10 tháng 12, bao gồm cả gói nâng cấp vỉa hè. Ngoài ra, đơn vị cũng tiến hành nâng cấp 2 tuyến đường là Lý Nam Đế và Trương Văn Hoàng, sửa chữa hệ thống thoát nước trên 5 tuyến đường vào làng Hoa Vạn Thành, Hàng Thuyên, Cổ Loa, Ngô Thị Sĩ, Đống Đa và nhiều hạng mục chỉnh trang đô thị khác. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết, để nâng cao chất lượng phục vụ du khách khi đến với thành phố ngàn hoa, thành phố vừa đưa vào hoạt động đường dây nóng hỗ trợ du khách theo hình thức tổng đài 1900 1067. Theo đó, khi du khách có những phản ánh, kiến nghị liên quan tới các vấn đề khi đi du lịch tại Đà Lạt, du khách có thể thông qua tổng đài 1900 1067 để phản ánh những kiến nghị của mình với các cơ quan chức năng của thành phố. Cụ thể, để kết nối trực tiếp với công an thành phố Đà Lạt, sau khi gọi tổng đài 1900 1067, du khách nhấn phím 1. Để kết nối trực tiếp với Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Khách Du lịch của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, du khách ấn phím 2. Để kết nối trực tiếp với Phòng Y tế thành phố Đà Lạt trong trường hợp khẩn cấp, cần hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn và chăm sóc y tế, du khách ấn phím 3 để được hỗ trợ. Như vậy, ngoài 3 số điện thoại nóng đã được thành phố Đà Lạt công khai để xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của du khách là 0912903178, Phòng Văn hóa Thông tin, 0912903707, Phòng Kinh tế và 0912903615, Công an thành phố. Nay du khách có thêm tổng đài 1900 1067 để được tư vấn hỗ trợ thêm khi đi du lịch tại Đà Lạt. Sau 9 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động, sáng ngày 2 tháng 12, tại khu vực Hồ Đan Kia, Suối Vàng, thị trấn Lạc Dương, mùa hội cỏ hồng Lang Biang 2018 đã được chính thức khép lại với giải đua ngựa không yên, vó ngựa thảo nguyên cỏ hồng. Đến dự có lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, huyện Lạc Dương, thành phố Đà Lạt cùng đông đảo khách du lịch và người dân địa phương. Giải đua ngựa không yên, vó ngựa thảo nguyên cỏ hồng là một hoạt động của mùa hội cỏ hồng Lang Biang 2018, thu hút khá đông sự cổ vũ nhiệt tình của du khách và người dân địa phương tham dự. Mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2018 là sự kiện văn hóa thể thao du lịch nhằm tôn vinh vùng đất, con người và giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện Lạc Dương, với thông điệp gửi đến cộng đồng hãy yêu quý thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống. Diễn ra trong 9 ngày từ 24 tháng 11 đến 2 tháng 12 với 3 sự kiện chính như thiên đường hoa cỏ, tham gia chụp ảnh miễn phí, cuộc thi ảnh không chuyên và chuyên nghiệp, giải đua ngựa không yên, vó ngựa thảo nguyên cỏ hồng và sắc màu Lang Biang, trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Lạc Dương như cà phê Arabica Lang Biang, rượu cần Bon Lang Biang, sản phẩm dệt thổ cẩm Đan Lát và các nông sản thế mạnh của địa phương đã thu hút hơn 10.000 người tham quan trải nghiệm chụp hình trên các đồi cỏ hồng. Kết thúc mùa hội cỏ hồng Lang Biang 2018, ban tổ chức đã trao các giải thưởng ở cuộc thi ảnh với chủ đề Lang Biang mùa xuân về, giải đua ngựa không yên, vó ngựa thảo nguyên cỏ hồng và chương trình sắc màu Lang Biang. Đây là hoạt động quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển về du lịch gắn với thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, cũng như đẩy mạnh thu hút đầu tư, hợp tác liên kết phát triển kinh tế trong lĩnh vực du lịch, từ đó góp phần xây dựng một sản phẩm du lịch độc đáo đối với địa phương Lạc Dương nói riêng và Lâm Đồng nói chung. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vòng chưa tới một năm, từ tháng 10 năm 2017 đến nay, đã có đến 20 bác sĩ, dược sĩ đại học xin nghỉ việc, chấp nhận bồi thường kinh phí nhà nước đã hỗ trợ đi học trước đó. Có trường hợp cả hai vợ chồng xin nghỉ, có trường hợp chưa cho nghỉ đã bỏ ngang. Nguyên do từ đâu dẫn đến tình cảnh này và những hệ lụy mà nó mang lại là gì? Mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận của phóng viên thời sự. Vượt bao khó khăn chông gai để theo con đường y khoa, cô gái trẻ người đồng bào dân tộc luôn ôm khát vọng, góp sức mình, cống hiến cho quê hương bằng việc chăm lo sức khỏe cho bà con của huyện Đà Tẻ. Vậy mà, hiện chị Kale Thùy Dung chỉ được ký hợp đồng lao động 1 năm ngoài quỹ lương, với mức lương quy định 2.34 và không được nhận khoản phụ cấp ưu đãi nghề nào. Theo như quyết định của bên ủy ban đó, thì có gửi về bên trung tâm y tế huyện Đạ Tẻ, thì đó là những người nào mà đã ký hợp đồng á thì sẽ bị cắt. Thì đối với em thì cảm thấy là mình rất là buồn, tại vì mình đã công tác ở đây 1 năm, mình cũng muốn cống hiến cái sức lực của mình cho người dân địa phương ở đây, nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh như thế thì phải chịu. Em sẽ tìm kiếm thêm để coi thử coi là ở đâu nào có công việc gì thì em làm, chứ còn cũng muốn là làm ở bệnh viện, nhưng mà nếu như mà không được thì em chắc phải đi nơi khác. Sở Nội vụ cũng như là Sở Y tế
giao cho cái biên chế là 153 là biên chế, nhưng mà thực chất thì chúng tôi mới chỉ tuyển dụng được có 121, còn là hợp đồng. À, bác sĩ cũng như là cái điều dưỡng mà ngoài quy lương thì hợp đồng thì cái thứ nhất là theo cái văn bản mà của ủy ban nhân tỉnh ấy, thì là phải chấm dứt các hợp đồng là ngoài quy lương trong hoạt động chuyên môn. Đấy là cái khó khăn thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các cán bộ mà bác sĩ và y tá điều dưỡng mà trong quy lương, hợp đồng trong quy lương đấy thì là chỉ được hưởng là cái phần lương cứng thôi, chứ không được hưởng các chế độ phụ cấp và ưu đãi của ngành. Còn trường hợp của chị Đào Thị Nhị, bác sĩ đa khoa đang công tác tại khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Sinh năm 1994, 6 năm theo học tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chị Nhị tốt nghiệp với chứng chỉ loại giỏi, tự tin với sự nỗ lực của mình và mong muốn được làm việc tại quê hương. Nhưng về đây chị Nhị chỉ được ký hợp đồng 1 năm với mức lương không đủ trang trải cuộc sống. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã có 13 trường hợp bác sĩ xin nghỉ việc, trong đó có đến 50% là bác sĩ trẻ, thời gian công tác chưa đến 3 năm. Bệnh viện không được ký các hợp đồng chuyên môn, làm chuyên môn, thì về cái lương mà thu nhập như vậy thì em cảm thấy rất là lo lắng và em không yên tâm được công tác tại bệnh viện. Không biết là làm được bệnh viện được bao lâu nữa. Và tại Bệnh viện 2 Lâm Đồng, thành phố Bảo Lộc, theo kế hoạch phải có 130 y bác sĩ mới đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại đây. Nhưng hiện tại, bệnh viện chỉ có 70 y bác sĩ. Trao đổi với lãnh đạo bệnh viện, được biết năm trước có đến 3 bác sĩ đang công tác tại bệnh viện xin nghỉ ngang và về thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực, bệnh viện đã tổ chức các đợt đến tận các trường y dược trên cả nước để tuyển sinh. Nhưng với mức lương tối thiểu quy định, không có phụ cấp ưu đãi nghề, không có các chính sách thu hút, thì việc các bác sĩ trẻ chọn đầu quân về với tỉnh cao nguyên này thực sự là hiếm hoi. Trong cái thời gian tới thì chắc chắn bệnh viện sẽ tạo ra một số cái cơ chế, ví dụ như là khám dịch vụ hoặc là mổ dịch vụ theo cái đề án xã hội hóa của bệnh viện để nâng cao cái đời sống cho anh em bác sĩ làm chuyên môn, tạo cái thu nhập cho người ta để người ta ổn định cái công tác tại bệnh viện. Và bệnh viện cũng rất là ưu ái các bác sĩ mới về, tạo điều kiện là tùy theo năng khiếu của mỗi anh em mà bệnh viện cho đi đào tạo, được học, được phấn đấu, được phát triển tại bệnh viện. Có thể khẳng định rằng, việc không được giao đủ số lượng người làm việc đã làm cho các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn như không có người bố trí, tuyển dụng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, không đủ số lượng người làm việc để bố trí cử viên chức đi đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, chuyên sâu, lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Nay lại gặp cảnh y bác sĩ xin nghỉ việc hàng loạt khiến ngành y tế Lâm Đồng hết sức đau đầu. Đúng ra cái phụ cấp ưu đãi nghề là gì? Một cái chung cho các cái nghề nghiệp thì phụ cấp ưu đãi nghề thì là mình phải chi cho những cái người mà họ làm cái nghề đó. Khi nào mà người ta không làm cái nghề đó thì người ta sẽ không được hưởng cái phụ cấp ưu đãi này. Thế nhưng mà vì bất cập của văn bản thì 25 đơn vị trong ngành y tế có tiền nhưng mà lại cũng không chi được cho cán bộ viên chức của mình. Là khi mà hiện nay nhà nước chưa có chế độ chính sách để mà thu hút các bác sĩ trẻ, bác sĩ giỏi về địa phương và chúng ta thiếu chuyên gia đầu ngành thì chúng tôi tiến hành đào tạo bằng nhiều hình thức. Kể cả những hình thức cử các bác sĩ, các về đi học tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 ở các trường và kể cả liên kết đào tạo. Còn đối với y tế cơ sở thì ngành đã chỉ đạo 12 trung tâm y tế huyện, thành phố phải cử bác sĩ về các cái trạm y tế mà chưa có bác sĩ hàng tuần để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân từ tuyến y tế đơn vị cơ sở. Hơn nữa thì chúng tôi cũng đã động viên cán bộ công chức viên chức yên tâm công tác và bồi dưỡng đủ chuẩn đối với bác sĩ dược sĩ trẻ mới ra trường để mà có thể thi được công chức viên chức. Đứng trước thực trạng người bệnh ngày càng nhiều, bệnh ngày càng phức tạp, trang thiết bị hỗ trợ khám chữa bệnh và số giờ làm việc được kéo dài hơn. Tuy nhiên, việc nhân lực không đáp ứng đủ nhu cầu sẽ dẫn đến niềm tin của người dân đối với bệnh viện công ngày càng sa sút.
Thiết nghị trước mắt cần xem xét tiếp tục cho đối tượng hợp đồng lao động, làm công tác chuyên môn trong các cơ sở y tế công lập, được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề, để đội ngũ y bác sĩ, nhất là anh em trẻ mới ra trường, giảm bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền, yên tâm công tác, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân là điều hết sức bức thiết. Trước khi chuyển sang phần tin trong nước là một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực. Trong năm 2018, với chủ đề Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 22 lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho trên 2.100 cán bộ hội các cấp, cấp phát 700 tờ rơi hướng dẫn lựa chọn một số thực phẩm thông thường, đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố, bảo quản thực phẩm, những điều cần biết về phụ gia thực phẩm. Công tác tuyên truyền vận động được đẩy mạnh, các nội dung về sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, được phép sử dụng, tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc nấm, đã được truyền thông cho trên 115.000 lượt hội viên phụ nữ, với nhiều hình thức như nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt chi tổ phụ nữ, câu lạc bộ, hái hoa, dân chủ. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cũng chú trọng phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, tổ chức tập huấn các kiến thức về an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh thức ăn đường phố, hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố, từ đó nâng cao ý thức của người dân, đặc biệt là chị em tiểu thương kinh doanh thực phẩm về an toàn vệ sinh thức ăn đường phố. Sáng ngày 2 tháng 12 tại thành phố Đà Lạt, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Taekwondo Lâm Đồng tổ chức kỳ thi huyền đai quốc gia lần thứ 2. 160 vận động viên đến từ các câu lạc bộ Taekwondo trong tỉnh tham gia sẽ tham gia thi ở các nội dung là kỹ thuật đòn tay chân, quyền đối kháng và một bài thi bắt buộc. Sau kỳ thi này, 116 vận động viên sẽ được kết nạp vào Liên đoàn Taekwondo Việt Nam. Kỳ thi huyền đai quốc gia lần thứ 2 năm 2018 là dịp để các vận động viên Taekwondo tỉnh Lâm Đồng thể hiện tài năng, đồng thời là cơ hội để ban tổ chức tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu tham gia thi đấu các giải trong nước và trong tỉnh, khuyến khích mọi người tham gia tập luyện Taekwondo tại địa phương. Phần tin trong nước và quốc tế. Thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để bảo vệ rừng. Các nhà khoa học tìm được một bước đột phá trong cuộc chiến chống suy giảm trí nhớ từ bệnh Alzheimer nhờ một loại vaccine mới. Theo Tổng cục Lâm nghiệp, thống kê của 31 tỉnh khu vực phía Bắc, đến hết tháng 11 năm nay đã phát hiện 6.046 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ và phát triển rừng, chiếm gần 50% số vụ vi phạm trên cả nước. Theo đó, tình trạng phá rừng trái pháp luật, đặc biệt là phá rừng tự nhiên để trồng rừng, khai thác lâm sản vẫn diễn ra. Nhiều vụ việc phá rừng với quy mô lớn trong thời gian dài nhưng chậm bị phát hiện và xử lý. Chủ rừng còn buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, việc cập nhật báo cáo diện tích rừng bị phá không trung thực, không phát hiện ngăn chặn kịp thời tới các cơ quan chức năng để xử lý. Vì vậy, Tổng cục Lâm nghiệp yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, phân cấp rõ ràng trách nhiệm của chủ rừng, chính quyền các cấp, chủ rừng phải chịu trách nhiệm nếu để mất rừng. Quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ. 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh là những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12 năm 2018. Theo Nghị định 148 sửa đổi bổ sung Nghị định 05 về tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hàng năm. Ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên, ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương. Cụ thể, trong các ngày nghỉ nêu trên, tiền lương được tính như sau. Tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2018. Nghị định điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ. Mức điều chỉnh sẽ được tính bằng mức lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm hưởng lương hưu. Cụ thể, nếu nghỉ hưu năm 2018, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 12,3%, thấp nhất là 1,08%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Nếu nghỉ hưu năm 2019, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 9,23%, thấp nhất là 0,81%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2018. Theo Nghị định 146, hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh đối với 5 trường hợp
Trong đó có hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh đối với người có công với cách mạng, người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã, hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh đối với các trường hợp chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% lương cơ sở. Đối với các trường hợp khác, mức hưởng bảo hiểm y tế chỉ từ 80 đến 95%. Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 10 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2018. Từ năm học 2018-2019, thêm một trường hợp được miễn học phí. Đây là thông tin từ Nghị định 145 sửa đổi, bổ sung Nghị định 86 về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn giảm học phí đến năm 2020-2021. Cụ thể, từ năm học 2018-2019, tức từ ngày 1 tháng 9 năm 2018, miễn học phí đối với trẻ em học mẫu giáo 5 tuổi ở vùng đặc biệt khó khăn, có cha mẹ hoặc có cha hoặc mẹ hoặc có người chăm sóc hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo. Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2018. Quy định mới về chế độ phụ cấp ưu đãi với giáo viên trường công lập. Cụ thể, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, ngoài việc được xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo như quy định trước đây tại thông tư liên tịch 68/2011, còn có thể được xếp vào các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục đào tạo. Riêng đối tượng giáo viên thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành thì không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục đào tạo hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục đào tạo. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có sự chỉ đạo gắt gao từ chính phủ, quy trách nhiệm cho người đứng đầu địa phương khi để cát tặc lộng hành, thế nhưng cát tặc vẫn hoạt động. Nếu như trước đây cát tặc hoạt động giữa ban ngày, thì giờ đây khai thác cát đã trở nên tinh vi hơn vào ban đêm. 1 giờ sáng, dòng sông Hồng thuộc địa bàn xã Thắng Lợi, Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên dậy sóng với tàu hút cát trái phép. Những người dân sinh sống tại khu vực này cho biết, các tàu hút cát thường là những con tàu lạ, không số hiệu, biển hiệu, hoạt động ở những nơi xa dân cư về ban đêm. Cứ về tối sớm là bắt đầu ở đây, từ tàu đây nè. Vâng. Hôm 18 giờ tối, mấy cái làm đây nè. Vâng. 23 giờ đêm 16 tháng 11 vừa qua, các đơn vị nghiệp vụ đã mật phục bắt giữ 2 tàu khai thác cát tại khu vực xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 2 tàu vi phạm mang số hiệu HNA-0213, lái tàu là Nguyễn Văn Tiến và tàu ND-2123 do Nguyễn Văn Nghiệp điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, trên mỗi tàu có 4 thuyền viên, các chủ tàu không xuất trình được giấy tờ đăng ký, đăng kiểm phương tiện và các thủ tục giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Khoảng 11 giờ hơn thì chạy qua địa phận Đơn Giang, có thấy vắng vẻ thì lấy 10 phút. Theo báo cáo của Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng đã giảm hẳn. Tuy nhiên, vẫn không thể xử lý được triệt để vì lợi nhuận từ khai thác cát mang lại rất lớn. Các đối tượng khai thác cát dùng tàu nhỏ, công suất máy lớn để hoạt động nên việc phát hiện và bắt giữ gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tượng từ ngoài tranh thủ hút cát 1-2 chuyến rồi lại rời đi nhanh. Trong thời gian tới, thủy đội chúng tôi thực hiện đồng bộ các mặt công tác cơ bản, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát cả ngày lẫn đêm. Dự thảo nghị định quản lý cát sỏi lòng sông đang được Bộ Tài nguyên Môi trường trình Chính phủ, trong đó có các hình thức chế tài, kỷ luật người đứng đầu từ khiển trách đến cách chức nếu để cát tặc lộng hành. Tuy nhiên, với những khó khăn như hiện nay, việc xử lý triệt để khai thác cát trái phép vẫn khó thực hiện. Thành ra trách nhiệm đầu tiên liên quan đến cái bảo vệ khoáng sản trên khai thác và ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép là trách nhiệm của ủy ban nhân các cấp, đặc biệt là chính quyền cấp xã và huyện. Việt Nam có hơn 300 lưu vực sông ngòi đi qua từ 2 tỉnh trở lên. Thực trạng này dẫn tới khi có hoạt động khai thác cát trái phép, việc kiểm tra xử lý gặp khó khăn nếu không có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các địa phương liên quan. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cùng các giải pháp liên quan sẽ góp phần chặn đứng tình trạng cát tặc lộng hành tại một số địa phương như đã từng diễn ra thời gian qua. Hầu hết ban lãnh đạo Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đều nhất trí, kế hoạch từng bước bình thường hóa chính sách tiền tệ đến nay vẫn phù hợp.
nhận định này đang củng cố khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trong tháng tới. Theo biên bản cuộc họp chính sách hồi đầu tháng của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang được công bố ngày hôm qua, hầu hết các quan chức cơ quan hoạch định chính sách của Fed đều cho rằng một đợt tăng lãi suất sẽ sớm được triển khai nếu các thông tin về thị trường lao động và lạm phát sắp tới phù hợp hoặc cao hơn kỳ vọng hiện tại của Fed. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bày tỏ không chắc chắn về thời điểm điều chỉnh lãi suất thời gian tới. Theo đó, mức lãi suất hiện nay có thể đang ở gần ngưỡng trung tính và do đó việc có thêm các đợt tăng lãi suất có thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Biên bản cuộc họp của Fed được công bố một ngày sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định mức lãi suất hiện nay dù ở mức thấp trong lịch sử, nhưng chỉ dưới một chút so với mức trung tính, tức là ở tỷ lệ không giúp kích thích cũng như không kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trước thực trạng dân số tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản đang quá tải, chính phủ nước này đang cân nhắc việc trả tiền cho những người tự nguyện rời Tokyo để đến những vùng khác. Theo đó, chính phủ Nhật sẽ hỗ trợ cho những ai đang sống tại 2-3 quận trung tâm của Tokyo với số tiền là 3 triệu yên, tương đương 615 triệu đồng, để họ rời khỏi Tokyo và bắt đầu công việc mới hay thành lập công ty mới ở nơi khác. Chính sách dự định áp dụng sớm nhất vào năm tài chính 2019. Tuy vậy, dư luận đang lo ngại số tiền 3 triệu yên không quá lớn so với thu nhập của nhân viên văn phòng ở Tokyo. Ngoài ra, chính sách chưa quy định rõ phải di chuyển cách Tokyo bao xa mới được nhận tiền. Theo thống đốc Tokyo, chính phủ nên tập trung phát triển những khu vực ngoài Tokyo, biến chúng trở thành nơi đáng sống và quảng bá về những nơi đó. Như vậy sẽ tự động thu hút nguồn lực. Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Y học Tây Nam Đại học Texas của Mỹ vừa công bố kết quả thử nghiệm trên chuột với vaccine ngừa bệnh Alzheimer mới, đầy hứa hẹn có thể giúp giảm tới một nửa số ca nhiễm bệnh. Theo các nhà nghiên cứu, khi được thử nghiệm trên động vật, loại vaccine này cho thấy khả năng làm chậm lại những tác động của quá trình thoái hóa não bộ. Các nhà nghiên cứu cũng đã thử nghiệm trên khỉ và thỏ, với kết quả cho thấy vaccine hoạt động theo cơ chế thúc đẩy cơ thể, tạo ra các kháng thể làm giảm sự tích tụ của hai loại protein amyloid và tau. Đây là hai loại protein phá vỡ các tế bào thần kinh, gây ra bệnh thoái hóa não. Tuy nhiên, tiến trình đưa vaccine thử nghiệm từ động vật đến thử nghiệm trên người là một chặng đường dài và đối mặt với nhiều khó khăn. Quấy rối tại nơi công cộng đang là vấn nạn tại nhiều quốc gia. Ở Papua New Guinea, đi lại trên các con phố ở Port Moresby là điều mà người dân Papua New Guinea thường phải thận trọng. Một nhóm các hoạt động đã có sáng kiến huấn luyện cho các lái xe và phụ xe bus là nữ. Không có con số thống kê chính xác về vụ quấy rối và xâm hại tình dục ở Port Moresby bởi nhiều nạn nhân không báo cáo với cơ quan cảnh sát. Tuy nhiên, theo người dân địa phương và các nhóm hoạt động xã hội, đa số phụ nữ nước này đều từng bị quấy rối hoặc xâm hại. Các xe buýt luôn đi rất ẩu và không an toàn cho trẻ em gái và phụ nữ. Sáng kiến xe buýt an toàn cho nữ giới đã được tổ chức Kiniwada triển khai từ năm 2012. Lúc đầu đội xe chỉ có 2 chiếc và miễn phí phục vụ cho hành khách, đến nay đội xe đã được mở rộng lên 10 chiếc. Chương trình này còn nhận được sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc. Cô Kathy, một nữ tài xế cho biết cô cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ phụ nữ, do đó cô tham gia công việc này. Bản thân cô cũng gặp phải sự phản đối của các đồng nghiệp nam, gần như hàng ngày họ buộc tội cô đánh cắp hành khách của họ. Tôi nói với họ rằng hãy tập trung vào công việc của mình. Nhiều phụ nữ hạnh phúc và cảm thấy hài lòng với những chiếc xe buýt dành riêng cho họ. Tầm quan trọng của dịch vụ xe buýt này là nó giúp cho phụ nữ và trẻ em gái an toàn trong giao thông công cộng, bởi vì hầu hết phụ nữ và trẻ em gái đều cảm thấy không an toàn khi tham gia giao thông công cộng. Hiện hành khách trả 1 kina tương đương 30 xu Mỹ cho mỗi chuyến đi bất kể khoảng cách. Dịch vụ xe buýt này đã thực hiện khoảng 230.000 chuyến trong năm 2017. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay. Người phụ nữ khuyết tật dành thời gian và sức lực của mình cho người nghèo với tâm niệm yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi, như bông hoa dã quỳ tràn đầy sức sống mãnh liệt giữa đại ngàn Tây Nguyên mịt mùng. Mang trong mình những nỗi đau thể xác và tinh thần vì bị tật nguyền đeo bám suốt cuộc đời. Nhưng hàng ngày có một người phụ nữ vẫn cần mẫn gieo những yêu thương, chia sẻ đến những người đồng cảnh ngộ. Từ chỗ bi quan và bế tắc, bà đã vươn lên trong cuộc sống và tỏa sáng giữa đời thường. Đó là câu chuyện đẹp về người phụ nữ khuyết tật với cái tên Lê Thị Minh Im. Nhân ngày Quốc tế Người Khuyết Tật 3 tháng 12, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Đều đặn mỗi sáng sớm thứ tư và thứ bảy hàng tuần,
người ta lại thấy cô Im và các dì các chị tình nguyện viên trong nhóm vòng tay yêu thương tất tả bận rộn với công việc phát cháo từ thiện dành cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Việc làm thoạt nhìn có vẻ đơn giản dễ dàng, thế nhưng ẩn chứa sau đó là cả tấm lòng san sẻ đầy yêu thương của người phụ nữ tật nguyền này. Khi cô nhận được tổ chào này thì cô thấy là giúp cho cô được một bớt một phần của gia đình cô lúc khó khăn. Rồi cô thấy là các bà các cô đây làm rất là nhiệt tình, phấn khởi và đầy cái tình thương đối với mọi người xung quanh. Phát cháo từ thiện chỉ là một trong rất nhiều những công việc thiện nguyện và người phụ nữ đầy nhiệt huyết này gắn bó từ hơn 15 năm qua. Bản thân cũng là người có hoàn cảnh kém may mắn, thế nên cô Im thấu hiểu hơn ai hết những khó khăn mà người khuyết tật gặp phải trong cuộc sống. Để rồi lặng lẽ và từ tâm trên con đường đi về sớm tối của đời mình. Thời gian và sức lực của cô luôn dành trọn cho người nghèo, người có hoàn cảnh đáng thương, những mong giúp họ vơi bớt đi những nhọc nhằn của số phận. Năm nay năm thứ 7 ở bệnh viện, 4 năm mổ gối ở khoa ngoại chấn thương, còn đi đi về về gà nhắc, đi đi về về bán vé số được. Tới dần mỗi lần thứ 2, thứ 3 rồi hết đi luôn. Rồi nằm ở không có quốc mù mắt, rồi qua siêu tầng giai đoạn cuối, gặp cô Im làm từ thiện, đi giúp đỡ bà con ở bệnh nghèo khó khăn á, cũng giúp đỡ cho mì gói, áo quần. Những khi mà đau yếu quá thì ăn cơm tình thương không nổi thì cổ nấu cháo thịt đem lên cho ăn, rồi mua thịt kho cho ăn. Cổ rất là coi như tuyệt vời trong cái lòng nhân ái nhân đạo của cổ. Những khó khăn trong cuộc sống riêng khi cơ thể không lành lặn, những đau bệnh của tuổi già, 11 năm một mình phải chăm sóc người chồng nằm liệt giường sau cơn đột quỵ, cùng nỗi lo mưu sinh, cũng không thể làm vơi bớt tấm lòng nhân hậu sẻ chia trong người phụ nữ này với người đồng cảnh ngộ. Muốn mà để tròn cái niềm vui như vậy, mình đặt mình vào cái người được thụ hưởng, tức là cái người được chia sẻ yêu thương, thì mình cảm thấy mình vui lắm, mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Chính vì nhìn thấy những giọt nước mắt từ người cho và của người nhận đã rơi với nhau, cho nên là cái lòng của mình cảm thấy ấm lạc. Sự sống họ cần được chia sẻ, cho nên là có những tấm lòng như thế thì cái công việc thiện nguyện này, công việc đến với người nghèo, công việc chia sẻ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn mới được duy trì kéo dài. Im là một người khuyết tật nhưng mà cái tấm lòng của cô cũng rất là tốt, bởi vì là ngoài cái hội ra cô cũng hay giúp đỡ những người khó khăn, trong đó cũng có cái gia đình nhà này nữa đó. Cô thì sức khỏe cô cũng mỗi ngày mỗi yếu á, nhưng mà cái công việc không có lúc nào mà cô ngưng đâu, thì cũng có hôm nói là thôi hay là bây giờ Im phải bớt công việc để đi bệnh viện đi, để mà mình coi thì cái bệnh tình như thế nào, chứ lỡ mà đột quỵ nằm như ông chú rồi là mệt lắm. Nhưng mà xong rồi cái là xong việc xong bà lại đi tiếp, cứ vậy thôi cô. Không ai lựa chọn được số phận mình sinh ra, nhưng người phụ nữ này đã chọn cho mình một cách sống trọn vẹn nhất với tình người, để nhân thêm yêu thương bởi lẽ sống thật đẹp. Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi, như bông hoa giả quỳ tràn đầy sức sống mãnh liệt giữa đại ngàn Tây Nguyên mênh mông. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.